Đây, vitamin K thì nó có cả 1, cả 2. Nhá, nó có cả 1, cả 2. Ở đây bác muốn chiếu cái phần này. Đây là cái cơ chế của vitamin K nhé. Để mọi người nghe cho vui thôi. Đây này, canxi khi mình uống bằng hoặc mình ăn bằng mình uống sữa hoặc mình ăn thức ăn hoặc mình uống thực phẩm chức năng bổ sung gì đó, canxi nó vô đến ruột thì thằng vitamin D3 nó sẽ đưa canxi từ từ ruột vào trong máu ha. Rồi từ khi đã có canxi trong máu rồi thì nó có một cái protein. Protein này gọi là osteocalcin, nó ở trạng thái không hoạt động thì nhờ cái vitamin K2 nó sẽ hoạt hóa cái osteocalcin này trở thành một, tức giống như xăng á, MK2 này, K2 này này nó giống như xăng á, đổ vào cái máy cái xe osteocalcin này khiến cho cái xe này hoạt động, và cái xe này sẽ làm nhiệm vụ chuyên chở canxi đến xương đến răng, đúng không? Ừ. Không phải là không có, mình không uống K2 thì cái xe này không hoạt động, bởi vì bản chất cái K2 này ở trong đường ruột của mình vi khuẩn nó cũng sản xuất được. Trong các loại thức ăn thịt cá trứng sữa rau củ quả của mình cũng có K, cho nên trong người mình lúc nào cũng có bao nhiêu thôi, chứ không phải là cứ phải uống K vào. Ngày xưa không có K thì đã làm sao, có ai bị gãy xương loãng xương hay gì đâu, mà bây giờ tự nhiên đẻ ra vitamin K lại bảo bác cứ phải bổ sung vitamin K, là bởi vì bình thường khẩu phần ăn của mình cũng có K rồi, hệ vi sinh vật đường ruột của mình lành mạnh nó cũng tạo ra được vitamin K, và vitamin K đó hàng ngày hàng giờ trước khi nó được phát hiện, trước khi được nghiên cứu, trước khi được khuyến khích thì nó vẫn đang hóa âm thầm hoạt động ở trong trong máu của mình, nó vẫn hoạt hóa cái protein này trở thành dạng hoạt động để chuyên chở canxi tới tới xương. Mọi người nhớ nhé, chứ không bảo là tự nhiên bây giờ các bố đẻ ra ca ngày xưa không biết về nó không bổ sung thì đã làm sao, cũng chả làm sao, vẫn bình thường. Nhưng mà khi bây giờ nếu mà mình bổ sung ca đúng thì lượng osteocalcin này được hoạt hóa nhiều hơn, hoạt động tốt hơn, trơn tru hơn, xăng lúc nào cũng dồi dào không lo cạn xăng, thì quá trình vận chuyển canxi từ máu vào xương nó diễn ra thuận lợi và dễ dàng hơn. Đặc biệt á, là nó có, nếu mà cái osteocalcin này hoạt động tốt, nó không bị cạn xăng giữa đường á, ví dụ hết ca nó cạn xăng giữa đường nó dừng lại, nó bắt đầu nó thả cái canxi này lên mạch máu và sẽ dẫn đến xơ cứng máu, xơ cứng mạch máu của mình, hoặc nó thả trên đường đi nó thả ở những cái mạch máu thận, có thể dẫn đến những cái suy thận, à, xin lỗi, sỏi thận ha. Cho nên xăng dồi dào, nhớt dồi dào, thì cái xe osteocalcin này nó hoạt động trơn tru, nó tốt tốt đẹp thì nó sẽ vận chuyển đi đến nơi về đúng chỗ, không có rơi vãi dọc đường. Rơi vãi dọc đường rơi vào mạch máu tim là sẽ gây xơ cứng mạch vành, rơi vào mạch máu thận sẽ dẫn đến gì ạ, những cái sỏi thận, thậm chí suy thận ha. Cho nên nhiều người uống canxi quá trời quá đất đó mà không biết cách, là cuối cùng sỏi thận không tùm lum, nghe không? Đấy là vai trò bác nói sương sương vậy cho mọi người hiểu thôi. Ở đây có cái này hơi nhiều chữ một tí, thì ở đây người ta nói đến về cái vụ gọi là một số cái khuyến nghị, về về K. Liều khuyến nghị K2 để đảm bảo và cải thiện sức khỏe của xương đã được nghiên cứu và công bố trong nhiều nghiên cứu quan trọng như sau. Nghiên cứu năm 2013 tại Hà Lan với liều này 180, cái này là người lớn nha. À, rồi trong sách này thì bổ sung thế này nói túm luôn túm túm lại á, là mỗi cái nghiên cứu thì nó sẽ do một cái liều khác nhau, và cho đến thời điểm hiện tại là chưa có chính thức công bố một cái khuyến nghị nào là trẻ con tuổi nào đến tuổi nào thì một ngày nên bổ sung bao nhiêu, giống như vitamin D. Vitamin D lúc nãy là nó có khuyến cáo rõ ràng rồi, cứ dưới 1 tuổi 400 và trên 1 tuổi là 600, còn cái tuổi K này á, hiện tại vẫn đang ở trong vòng nghiên cứu, và như vậy cho đến thời điểm này là chưa có khuyến nghị chính thức của vitamin K2 về cái liều dùng của nó. Tuy nhiên đa số các nghiên cứu người ta sử dụng với liều 45 microgram một ngày cho trẻ em nhá, 45 đó. Thì mọi người sẽ xem lại, thông thường những cái chai mà mình bổ sung vitamin D, D3K2 mỗi ngày á, thì một lần một ngày mình dùng á, là thông thường người ta sẽ nạp vô cho mình là 22,5 microgram vitamin K. Những cái sản phẩm D3K2 mình đang dùng cho con đó, mọi người đọc đi. Ví dụ một giọt 400 đơn vị D thì sẽ thường đi kèm với 22,5 đấy, hoặc là một xịt nó sẽ chứa là 400 đơn vị D đi kèm với 22,5 microgram K2. Nghĩa là mỗi ngày người ta cung cấp cho bé đâu đó khoảng 25 đến 30 microgram thôi. Nhưng mà trong những nghiên cứu người ta dùng đến liều 45 thì thực ra là chắc là người ta khấu trừ đi về cái phần hệ vi sinh vật đường ruột của mình nó cũng tổng hợp được rồi, trong các loại thức ăn cũng có, cho nên thôi thì bổ sung tầm 20 30 thôi nhá. Đó, hiểu ý không? Đây là một cái mà bác Công đọc nhiều tài liệu thì cuối cùng bác Công đưa ra được một cái bảng như vậy. Thì cái nhu cầu 1 đến 3 tuổi khoảng 30 microgram, 4 đến 8 tuổi khoảng 55 microgram một ngày. Rồi sau đó có thể là 60 75 microgram một ngày.
ha. Đối với trẻ tiền dậy thì và dậy thì mình có thể sử dụng, nếu như mình đang muốn kích cái chiều cao á, mình có thể dùng cái liều lên đến tầm này này, 45, 50, 60 microgram vitamin K một một ngày trong khoảng thời gian 3 đến 6 tháng liên tục nhá. Còn với trẻ dưới trẻ nhỏ bình thường mình mỗi ngày mình bổ sung giống như là các sản phẩm D3K2 đó, mỗi ngày tầm 22,5 hoặc 25 microgram vitamin K một ngày thôi. Thì mọi người xem kỹ cái thành phần mà mỗi ngày mình cho con uống mấy giọt hoặc mấy xịt là bên trong nó có chứa bao nhiêu K là đều dựa trên những cái nghiên cứu hết rồi nhé. Chưa có khuyến nghị thống nhất đâu. Cho nên nó nhiều mẹ hỏi là có bắt buộc phải bổ sung K không? Thì bác nói là không bắt buộc. Tại vì các hiệp hội y khoa uy tín trên thế giới chưa đưa ra khuyến nghị chính thức. Nhưng mà nếu bổ sung được thì cũng tốt. Nhá, bổ sung được thì cũng tốt. Mà không bổ sung thì có sao không, thì cũng chả sao, thì nó, thì mọi thứ nó vẫn diễn ra giống như mọi ngày ha. Nhưng mà liệu bổ liệu bé nó đủ rồi, liệu bé nó đủ ca rồi nhưng mình bổ sung thêm thì có gây ra hậu quả gì không, cái này không rõ ràng mọi người nhé. Nó đang ở vùng tranh tối tranh sáng thôi, nó phụ thuộc vào cái quan điểm cá nhân, cái niềm tin của phụ huynh và niềm tin của người bác sĩ đó, dựa trên những nghiên cứu chứ chưa đưa ra chính thức một cái luật hoặc là một cái khuyến nghị chính thức nào từ các hiệp hội trên thế giới, cho nên chỗ này là linh động nhé, linh động. MK4, MK7 đó là một những cái tên gọi khác của vitamin K2 thôi, K2 nó có nhiều loại lắm, từ một từ MK1 đến tận MK13 rồi, nhiều loại lắm ha. Thì mọi người đọc cái dòng này người ta nói rằng này, MK4 là loại K2 được tìm thấy trong thực vật, à trong động vật, ví dụ như bơ, lòng đỏ, trứng. Trong khi đó MK4, MK7 là những cái loại khác nhau của K2 thôi nha. K2 nó là một nhóm nha bà mọi người, chứ không phải nó là một vitamin nha. Còn cái K mà mình trích lúc em bé mới đẻ á, là K1. K1 nó có vai trò trong quá trình đông máu. Nếu mà bạn nào mà không được trích vitamin K1 lúc mới đẻ á, thì lúc 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng rất là dễ bị sốt huyết não. Ngày xưa sốt huyết não do thiếu vitamin K rất là nhiều. Sau này người ta đã trích nha, ngay sau đẻ là người ta đã trích vào bắp tay một liều vitamin K1 rồi. Do đó cái tỷ lệ trẻ bị sốt huyết não trong giai đoạn sau 2 tháng tuổi giờ đây là hầu như là rất hiếm nhá. MK7 là loại vitamin K2 được sản xuất bởi sự lên men của vi khuẩn, có chủ yếu từ những thực phẩm sữa lên men như sữa phô mai, đậu nành lên men. Do vậy còn ít được sử dụng vì không phải là văn hóa truyền thống của Việt Nam. Những cái sản phẩm lên men đây mọi người nhìn cái hình bác công đưa lên đây là cái loại này gọi là đậu nành lên men của Nhật Bản đấy. Này rất là giàu MK7 nhé, rất là giàu vitamin K2. Nhưng mà Việt Nam mình không có đâu. Thậm chí người chưa bắt tưởng tượng ra, chưa biết mùi vị nó như thế nào nữa ha. Mình không hay ăn những cái sản phẩm này, do đó mình trông chờ vào nguồn thức ăn tự nhiên cũng như là hệ vi sinh vật đường ruột của mình có tốt hay không. Còn những cái bé mà uống kháng sinh quá trời quá đất thì hệ vi khuẩn đường ruột của nó bị phá hủy dữ dội lắm.